Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi trên kênh YouTube của Báo Giao thông. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ vừa qua. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ cháu TGH, trường mầm non Hồng Nhung 2, thành phố Thái Bình tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón hôm 29 tháng 5. Trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết, với kết quả xác minh của cơ quan chức năng mà báo chí đã nêu, có căn cứ để khởi tố người phụ trách đưa đón trẻ về tội vô ý làm chết người và sẽ tiếp tục làm rõ về quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp để xác định tội danh cho phù hợp. Trường hợp xác minh các đối tượng vô ý làm chết người, một người sẽ bị khởi tố về tội vô ý làm chết người với hình phạt cao nhất là 5 năm tù. Nếu quá trình điều tra có căn cứ cho thấy hành vi là vi phạm quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp sẽ chuyển sang điều 129 của luật hình sự với hình phạt 5 năm tù do hậu quả chỉ tử vong một người. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của người lái xe và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục này trong việc xây dựng quy chế đưa đón học sinh, các quy tắc đảm bảo an toàn trong việc đưa đón học sinh, cơ chế kiểm soát hoạt động đưa đón để xem xét có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hay không hoặc có hành vi vô ý làm chết người với vai trò đồng phạm hay không để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài tội vô ý làm chết người, Bộ luật hình sự còn có quy định về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp. Bởi vậy, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ quy tắc về việc đưa đón học sinh trong lĩnh vực giáo dục được quy định như thế nào, cơ sở giáo dục này đã có quy định hay chưa để xem xét có thể chuyển tội danh sang tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp hay không. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy ngành giáo dục và cơ sở giáo dục này đã có quy tắc, nội quy quy chế về việc đưa đón học sinh, đã tập huấn nghiệp vụ, tuy nhiên người được giao nhiệm vụ đưa đón đã không tuân thủ quy tắc hành chính, quy tắc nghề nghiệp dẫn đến bỏ quên cháu bé, làm cháu bé không qua khỏi thì sẽ chuyển tội danh sang tội vi phạm theo điều 129 Bộ luật hình sự với hình phạt cao nhất tới 5 năm tù. Cũng theo luật sư, có thể thấy đây không phải là vụ việc đầu tiên học sinh tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô. Trước đây, từng có một số vụ việc tương tự khiến dư luận xã hội bức xúc, gây hoang mang lo lắng cho các phụ huynh và ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục. Bởi vậy, cần phải có những giải pháp tích cực để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường bằng xe buýt, bằng dịch vụ vận chuyển học sinh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm như thế này, trong đó phải kể đến quy trình quy định trong việc đưa đón học sinh vẫn mang tính tự phát, chưa có quy trình chuẩn, áp dụng thống nhất trong cả nước đối với các cấp học, bậc học trong việc đưa đón học sinh. Đặc biệt, chúng ta chưa có quy định tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các phương tiện và tiêu chí lựa chọn cán bộ có trách nhiệm trong việc vận chuyển, đưa đón học sinh. Phần lớn các cán bộ không được tập huấn các quy tắc đảm bảo an toàn, không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng về chuyên môn, nghiệp vụ. Việc tuyển dụng lựa chọn cán bộ thực hiện nhiệm vụ đưa đón học sinh của các cơ sở giáo dục hiện nay còn qua loa, đại khái, chưa đưa ra những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, không có sự giám sát chặt chẽ và duy trì kỷ luật, dẫn đến nhiều khi cán bộ lơ là, thiếu trách nhiệm và có thể gây ra nguy hiểm cho các em. Để giảm thiểu những vụ việc tai nạn thương tâm đau lòng như thế này, cần thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp, trong đó hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em, đưa đón học sinh đến trường. Những hành vi vi phạm quy tắc đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế này cần được xử lý nghiêm minh bằng chế tài hình sự và mạnh tay đối với các cơ sở giáo dục coi nhẹ tính mạng của học sinh. Có như vậy mới giảm thiểu những vụ việc đau lòng như trên. Được biết, đây không phải trường hợp duy nhất, bởi trước đó có một số vụ trẻ bị bỏ quên thương tâm trên xe đưa đón. Năm 2019, sự việc chấn động dư luận khi một học sinh lớp 1 ở trường Gateway Hà Nội tử vong vì bị tài xế bỏ quên trên xe ô tô đưa đón. Những người làm giáo dục, cộng đồng bàng hoàng bởi đây là lần đầu tiên một tai nạn hy hữu xảy ra trong việc đưa đón học sinh mà nguyên nhân bắt nguồn từ sự tắc trách, cầu thả của những người liên quan. Sự việc được xác định xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 8 năm 2019. Hôm đó, ông Doãn Quý Phiến lái ô tô cùng bà Nguyễn Bích Quy đi đón 13 học sinh trường Gateway, trong đó có cháu LHL. Sau khi trả trẻ, cả hai đều không kiểm tra lần cuối nên không biết cháu L vẫn đang trong xe. Tại lớp học, giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy đã điểm danh và phát hiện cháu L vắng mặt nhưng không ghi sĩ số lên góc bảng, cũng không cập nhật kết quả vào hệ thống của nhà trường. Phải đến khi được nhắc nhở, bị cáo Thủy mới cập nhật lên hệ thống nhưng lại ghi nội dung bé L vắng có lý do. Chiều cùng ngày, cháu L được phát hiện bỏ quên trong ô tô và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện. Ngày 15 tháng 1 2020, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tuyên án Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh 24 tháng tù, Doãn Quý Phiến, tài xế lái ô tô đưa đón học sinh 15 tháng tù, cùng với tội cố ý làm chết người. Với bị cáo Nguyễn Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm của bé L, tòa tuyên phạt 12 tháng tù và không được giải sau một năm.
Sau vụ Gateway, một cháu bé 3 tuổi ở Bắc Ninh đã bị bỏ quên trên ô tô đưa đón suốt từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày 13 tháng 9 2019. May mắn thay, do tài xế mở cửa kính ở ghế lái và đỗ xe dưới bóng cây nên cháu bé thoát nạn. Sự việc xảy ra tại Tiên Du, Bắc Ninh. Cháu bé được xác định là học sinh của cơ sở mầm non Đồ Rê Mí. Được biết, cháu đi học mầm non sáng ngày 13 tháng 9 năm 2019 bằng xe đưa đón của trường. Sau khoảng 7 tiếng, gia đình nhận được điện thoại đề nghị tới đón trẻ. Cháu được chuyển đi cấp cứu tại địa phương, sau đó đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốc nhiệt, sốt, hạ đường huyết, mất nước. Nguyên nhân tài xế cũng là chồng của chủ cơ sở giáo dục mầm non Đồ Rê Mí để quên cháu trên ô tô. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, cơ sở giáo dục này đã bị đóng cửa. Tháng 9 năm 2020, do cô giáo phụ trách xe và tài xế chủ quan bỏ qua việc đi xuống cuối xe để kiểm tra nên đã bỏ quên một học sinh lớp 3 của trường tiểu học Đoàn Địa Điểm Hà Nội trên xe đưa đón. Học sinh này đã tự mở cửa xe để đi vào trường do đã được nhà trường hướng dẫn cách thoát hiểm trên ô tô từ bên trong. Học sinh này vào lớp trước giờ giáo viên chủ nhiệm điểm danh sĩ số và học bình thường nên nhà trường không phát hiện ra. Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi biết sự việc, nhà trường đã họp khẩn, ra soát quy trình, kiểm tra camera ở thời điểm xe đến trường. Sau khi rà soát, trích xuất camera cho thấy, cô giáo theo xe và tài xế đã bỏ qua bước xuống xe để kiểm tra theo quy định. Nhà trường đã liên hệ kiểm tra tình hình sức khỏe và tâm lý học sinh. Cùng với đó, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng cô giáo đã trực tiếp đến xin lỗi cho mẹ học sinh. Đồng thời, nhà trường đã ra quyết định kỷ luật 2 nhân viên thay người phụ trách xe. Tháng 6 2020, một nam sinh lớp 4 trường tiểu học Nam Từ Liêm Hà Nội cũng bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh. May mắn cháu bé tỉnh dậy, đập cửa nhờ người dân trợ giúp đưa ra ngoài. Một vụ việc khác xảy ra vào ngày 22 tháng 6 2023 theo chương trình. Học sinh trường tiểu học Comedy, quận Cầu Giấy, Hà Nội tham gia khóa sinh hoạt hè đã đi dã ngoại ở Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Buổi sáng, xe xuất phát chở 20 học sinh năm nay vào lớp 1 cùng với 50 giáo viên, nhân viên hỗ trợ đi dã ngoại. Đến trưa cùng ngày, xe chở học sinh về trường ăn trưa thì xảy ra sự cố. Sau đó, một học sinh bị nôn, giáo viên chủ nhiệm đi theo em này và bỏ quên một học sinh đang ngủ trên xe. Chỉ đến khi đi vào nhà ăn có 20 suất nhưng chỉ có 19 học sinh ngồi vào bàn ăn, giáo viên, nhân viên mới phát hiện ra thiếu một học sinh. Lái xe sau khi trả học sinh đã đánh xe đến một khu vực khác và đi uống nước. Học sinh bị bỏ quên ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên. Trên xe có gắn 2 camera nhưng trong thời gian ngắn không ai phát hiện ra việc, vẫn còn một học sinh đang ngủ. Sau khoảng 20 phút phát hiện thiếu một học sinh, giáo viên tập trung tìm học sinh ở trong khu vực nhà trường, nhà vệ sinh. Lúc này, lái xe liên hệ và thông báo phát hiện một học sinh trên xe. Sau vụ việc, hiệu trưởng nhận lỗi về phía nhà trường. Trước tình trạng nhốn nháo trong đưa đón học sinh bằng xe ô tô ở nhiều tỉnh thành, tháng 5 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi tới Bộ Giao thông Vận tải đề nghị đưa vào luật sửa đổi bổ sung luật giao thông đường bộ quy định một số nội dung về dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, để khắc phục bất cập hiện nay, đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất đưa một số quy định về hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô, xe buýt, trường học và dịch vụ đưa đón học sinh nói chung vào luật sửa đổi, bổ sung luật giao thông đường bộ 2008. Cụ thể, vận chuyển học sinh cần được xem xét là một loại hình vận tải đặc biệt, kèm theo các quy định chặt chẽ hơn nhằm tăng cường an toàn, năng lực và trách nhiệm của các chủ thể liên quan như đơn vị cung cấp dịch vụ, lái xe, người quản lý học sinh. Các tổ chức, cá nhân tham gia phục vụ dịch vụ này phải có quy định trách nhiệm cụ thể và phải được tập huấn và cấp chứng chỉ hành nghề. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Ban soạn thảo luật sửa đổi bổ sung luật giao thông đường bộ 2008 quan tâm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu bổ sung các nội dung nêu trên trong quá trình soạn thảo, đảm bảo an toàn cao hơn cho học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón.